Philippines. Wow, các bạn ơi. Trời ơi, bạn Bin ơi, bạn Bin đeo cái mặt nạ gì đẹp dữ à. Các bạn ơi, nay bạn Bin đeo cái mặt nạ găng năm tay nha. Rồi bây giờ hôm nay chúng ta sẽ cùng bạn Bin đi đi kiếm đồ chơi nha, đi nhặt đồ chơi nè. Đâu, đồ chơi đâu? Bạn đi từ từ thôi nha. Trời ơi, các bạn ơi, bạn Bin thấy cái gì rồi? Wow, cái gì vậy bạn Bin? Đây các bạn ơi, bạn Bin thấy nguyên một cái siêu nhân luôn. Siêu nhân xe robot nha. Rồi nhặt lên bạn Bin ơi. Đâu gì nữa à bạn Bin, gì nữa à? Wow, các bạn ơi, đây cái gì bạn Bin cho các bạn xem với. Đây nè các bạn ơi, một bộ tô màu siêu nhân nha. Trời ơi, quả trứng. Ôi, quả trứng đâu mà bự dữ vậy? Các bạn ơi, đây một cái quả trứng khủng long bự khổng lồ luôn. Đây coi quả trứng này, quả trứng gì ta? À, quả trứng Sugoku nha. À, wow, một bịch khủng long. Khủng long có trứng luôn nha. Rồi nhặt lên bạn Bin ơi. Wow. Wow, các bạn ơi, ở đây có gì vậy? Trời ơi, các bạn ơi, bạn Bin không có lượm bên kia mà giờ qua bên đây lượm trước nha. Đây, một bộ đồ chơi gươm á, gươm khủng long với súng. Hồi giờ mình mở cho các bạn xem nha. Đây có nguyên một bộ đồ ăn nữa nè. Rồi mình nhặt vô nha. Đây rồi, bộ đồ ăn đây. Rồi bây giờ mình qua đây mình lụm lại cái này nghe. Nãy cái này bạn Bin chưa có lụm nè. Quá trời luôn. Rồi bạn Bin ơi, lụm lên đi bạn Bin ơi. Một cái đồ xây trong chống kẹo nè các bạn. Đây đó, xây đều đã ghê chưa. Wow, một cái điện thoại Pikachu nữa. Điện thoại Pokemon nè. Rồi bấm thử cho bạn Bin. Wow, alo ơi. Alo, bạn Bin hả? Bạn Bin đang đâu hả? Wow. Rồi còn nữa bạn Bin, còn nữa không? À, rớt cái mặt nạ luôn rồi. À, bạn Bin thấy cái gì rồi các bạn ơi? Rồi chạy qua thử coi. Wow. Ơi các bạn ơi, một cái quả trứng. Ôi, quả trứng bự khổng lồ luôn. Quả trứng màu cam nha. Rồi mình nhặt quả trứng về bạn Bin ơi. Đây bác Thành cầm giùm cho nha. Để coi bạn Bin còn thấy gì nữa không ta. Wow, bạn Bin chạy nhanh quá. À, một cái xe siêu nhân robot màu xanh nước biển các bạn ơi. Rồi bây giờ mình đem về mình gửi ra cho các bạn xem nha. Rồi hết rồi các bạn ơi. Và các bạn ơi, hôm nay bạn Bin đi nhặt quá trời đồ chơi luôn nha. Đây một cái chông chóng quay nè các bạn. Chông chóng quay nha. À, một cái quả trứng nè. Rồi có hai quả trứng lận. Rồi đồ chơi bánh nè. Rồi một bộ khủng long nữa. Hai con robot nha. Một cái đồ chơi tô màu nữa. Bây giờ bạn Bin sẽ mở quả trứng ra nha các bạn. Một quả trứng màu xanh. Rồi mở ra bạn Bin ơi. Ờ, đúng rồi, mở quả trứng ra cho các bạn xem chứ. Ờ, cái chừng té nha. Wow, bạn Bin khỏe chưa? Wow. Rồi bạn Bin mở xong rồi các bạn ơi, đây coi bên trong có gì ta. Wow, có gì vậy bạn Bin, cái đó cái gì vậy? À các bạn ơi, đây là một chú này, chú gì ta? Minion. Đúng. Đây chú Minion này có đèn nha các bạn, nhưng mà tối mình mới thấy được, ban ngày mình không có thấy được. Rồi bên trong mình có một cây kẹo mút nè, hai cây kẹo mút luôn. Wow, có bộ súng nè, bạn Bin mở cái súng này cho các bạn xem nhé bạn Bin. Mình mở súng ra nha. Đây một cái đèn đồ chơi bằng tay này các bạn. Wow, tối mình mới thấy sáng lận. Đây à, còn cái này gì ta? Quá, có một đồng hồ con gấu nữa nè. À, đeo thử cái đồng hồ đi bạn Bin ơi. Ai à, bạn Bin mở đồ chơi này ra rồi các bạn ơi. Cây súng có hai viên đạn luôn. Rồi để người ta bắt Thành nè. Rồi, không rớt ra luôn hả? Đây, rồi con lấy ra. Cái này nó trúng rồi. Ừ, đúng rồi. Rồi mạnh ra. Rồi, lấy ra. Đây, các bạn ơi, một cây súng. Cây súng này là gươm nha. Mình để mình bôi cây bút chì á. Đây, cây súng có hai viên đạn nè các bạn. Rồi, thêm một cái hình con khủng long nữa. Rồi, bây giờ Hương Bin sẽ mở cái đồng hồ ra nha.
Rồi đeo cái đồng hồ vô băng pin ơi. Các bạn ơi, một cái đồng hồ hình chú gấu panda nghe, có đèn nữa, đã dữ rồi ta. Rồi bây giờ băng pin sẽ mở một cái trứng màu cam này ra nha. Trứng màu cam Sugoku. Cái đó hình tô màu, con một chút rồi mình tô màu nha. Mình gỡ trứng trước đi. Mình gỡ trứng trước xong rồi mình mới tô màu nha. Rồi bây giờ bạn pin sẽ mở cái trứng Sugoku màu cam. Coi bên trong có cái gì đi ta. Cái trứng này bự khổng lồ luôn các bạn ơi. Rồi xong rồi, mở ra thôi. Đồ chơi gì vậy bạn pin? Rớt. Các bạn ơi, lại thêm một chú Minion màu xanh nè. Chú Minion này có đèn ngang tối mình mới thấy đẹp lận. Thêm một cái đồng hồ nữa. Đồng hồ ngựa Bully. Rồi bạn pin đeo đồng hồ vô luôn bạn pin ơi. Đeo hai cái đồng hồ luôn. Còn bên đây là kẹo nha các bạn. Đây, thêm kẹo mút nữa nè. Quá trời kẹo mút luôn. Đây các bạn ơi, đây đẹp quá, bạn pin đeo hai cái đồng hồ luôn nè. Một đồng hồ gấu panda và một đồng hồ ngựa Bully nha, đồng hồ màu hồng của bạn gái á. Rồi bây giờ mình nói tới cái điện thoại Pikachu này nha. Đây mình bấm vô đây là mình gọi nè. Đó. Rồi bây giờ bạn pin sẽ mở bịch khủng long ra nha. Khủng long đẻ trứng ra. Đúng rồi. Rồi mở ra đi bạn pin ơi. Rồi con bỏ vô đây nè, bỏ vô đây cho đỉnh rớt. Bỏ vô trứng nha, đổ hết vô luôn. Cho đỉnh rớt trứng ra. Rồi đây, cho các bạn xem nha. Đây một chú khủng long sơn. Một con khủng long màu tím ăn cỏ nè bạn pin ơi. Đây một khủng long T-Rex màu đỏ luôn. Ui khủng long này đẹp dữ rồi ta. Một khủng long màu hồng nè các bạn ơi. Đây khủng long này đẹp quá. Ôi rồi bị té rồi kìa. Rồi bỏ con này lên luôn bạn pin ơi. Cho đứng lên luôn nha. Rồi có thêm hai cái trứng nữa các bạn. Con này là cây. Đây trứng khủng long nè bạn pin ơi. Rồi hai quả trứng khủng long luôn. Rồi bây giờ đây nè các bạn, đây là gươm nghe, gươm hình cây súng. Té luôn rồi hả? Rồi bạn pin té luôn rồi các bạn ơi. Nằm luôn rồi, đứng dậy không nổi luôn. Rồi nó vậy. Đây nè các bạn. Này là gươm hình cây súng nghe, nãy mình có cây súng màu gì ta? Nãy mình có cây súng màu vàng rồi, giờ mình có cây súng màu hồng nữa nha. Đây, cái này cá sấu nè bạn pin ơi, mình gỡ cái này ra nha. Rồi bạn pin mở hình cá sấu rồi, đổi thành bắt thành nha. Rồi bỏ vô cái trứng luôn, đúng rồi, cho nên nó rớt. Rớt luôn rồi hả? Ôi bạn pin giấu luôn các bạn ơi. Đây ôi quá trời cá sấu con luôn nè. Đây nè các bạn ơi, mình có cá sấu con màu tím nè. Cái này màu gì vậy bạn pin? Này màu cam. Con này màu cam. Con này màu tím. Con này màu tím nè. Con này màu vàng. Rồi con này màu xanh lá cây. Và các bạn ơi, mình có bốn chú cá sấu con nha, dễ thương lắm á. Đây nè. Rồi cái này thêm cây súng nữa các bạn, nãy mình gỡ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nè bạn pin ơi, cái này chưa gỡ nè bạn pin. Này bộ đồ chơi nấu ăn nè. Rồi bạn pin gỡ này ra ngang. Rớt một cục rồi. Ở nhà chưa? Mới xuống trước hả? Rồi vậy mở cái thêm cây súng màu xanh ra nữa nha. Cứng quá hả? Đây các bạn ơi, thêm một cây súng gươm màu xanh nha. Cái này để mình bôi nè, mình tẩy á. Đẹp quá. Bắn. Đung chiu chiu. Đạn đó bạn pin. Có hai viên đạn luôn các bạn ơi. Đã quá. Mở ra chưa? Bây giờ bạn pin sẽ mở cái bộ đồ chơi này nghe, để coi bánh nè, bánh quá trời luôn nè. Rồi, đây nè các bạn ơi. Đây một cái bánh nè. Bánh này bánh gì vậy bạn pin? Bánh pizza. Cái này là bánh pizza nè. Đây là một quả cam nha. Đây một cái hamburger nè các bạn ơi. Nhỏ xíu bạn pin ăn hả? Ăn bánh pizza đi. Ăn bánh pizza với bánh hamburger nè. Ăn thử. Ăn thử coi. Ngon không? Ngon quá. Ê các bạn ơi, bây giờ bạn pin sẽ mở hai chú robot này ra nha. Mở nhà chưa?
Ừ, rồi mình sẽ ship hình cái xe. Rồi bạn Bin sẽ mở cái robot xe màu màu xanh nước biển. Đây, đây là bộ đồ chơi này, ngoài xa nó có xe nè các bạn. Một cái màu xanh. À, nó có bộ màu vàng nữa, nhưng mà mình có hai bộ màu xanh với màu đỏ thôi. Rồi, mở xe ra bạn Bin ơi. Rồi, bây giờ bạn Bin sẽ ship hình cái robot nha. Wow, một cái xe robot đã quá các bạn ơi. Đâu bạn Bin ơi, cho các bạn xem với. Đây. À, bây giờ mình ship hình chiếc xe nha các bạn. Các bạn ơi, mình ship thành hai cái xe rồi nha. Wow, đây một cái xe màu đỏ nữa. Đã ghê chưa? Rồi. Rồi, bây giờ mình gỡ cái này ra mình tô màu với bạn Bin nha các bạn. Rồi, gỡ ra bạn Bin ơi. Rồi té nữa hả? Té hoài á. Rồi bây giờ mình sẽ cùng bạn Bin chơi tô màu bạn siêu nhân nghe, siêu nhân nhện nè các bạn. Đây mình sẽ đây tô màu người nhện. Rồi bây giờ tô màu thôi bạn Bin ơi. Rồi tô. Đây các bạn ơi, bây giờ bạn Bin tô màu xanh nha. Mình sẽ tô màu quên bạn Bin tô màu đỏ. Rồi bắt thành tô màu xanh nha. Rồi nhanh lên bạn Bin ơi. Tô nhanh lên nha. Tô màu hoài. Tô màu hoài. Đây các bạn ơi, nãy giờ là tô được như đây là ngang còn cánh tay thôi, để bạn Bin tô cánh tay nha. Rồi tô đi bạn Bin ơi, các bạn ơi bạn Bin cầm cái viết chưa có được nha. Tô nãy. À con tô con nhện hả? Rồi đi. Rồi vậy mà. Rồi tô nhanh đi, con tô con nhện màu gì ta? Màu này. À con nhện màu đen, nè các bạn ơi nhện màu đen mà giờ mình không có màu đen, mình cho nhện màu hồng nha. À, con tô màu xanh đi, nè con tô nhện màu xanh nè. Rồi bác Thành sẽ tô cái chân nha, cái chân này màu là màu đỏ. Rồi mình tô nhanh lên nha, mình tô cho đẹp lên nha. Rồi tô tô chân màu đỏ. Wow. Đây các bạn ơi, nãy giờ là mình tô xong siêu nhân nhện rồi nha. Đây nè các bạn, đẹp không bạn Bin? Wow, ai mà tô đẹp dữ rồi ta. Các bạn, như vậy là video đến đây là hết rồi nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye.